Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tên Mới. Chúc quý vị và gia đình thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Gần đây, mưa lớn liên tục xảy ra ở Quý Châu và các tỉnh khác ở Trung Quốc khiến mực nước dâng cao chóng mặt. Đường xá và nhà cửa của một ngôi làng ở Quý Châu đã bị ngập lụt, nơi ngập sâu nhất lên tới hơn 10 mét. Theo báo cáo chính thức của các phương tiện truyền thông vào hôm thứ Ba tuần này, vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư, thiên tai lũ lụt ở làng Đức Quyên, thị trấn Tài Phần, huyện Đài Giang, tỉnh Quý Châu rất nghiêm trọng. Tất cả các con đường trong làng đều bị ngập lụt và một số ngôi nhà bị ngập hoàn toàn. Dân làng không có chỗ ở, chỗ nước sâu nhất có thể lên tới hơn 10 mét. Nhìn từ trên cao xuống, ngôi làng gần như trở thành biển nước, tình hình hết sức nguy kịch. Theo dữ liệu do Cục Khí tượng Quý Châu công bố hôm thứ Tư, mưa lớn đã xảy ra ở 8 trấn của Quý Châu và ở 29 quận. Trong vòng 2 ngày, 22 quận và khu đô thị ở Quý Châu liên tiếp đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Theo thống kê chưa đầy đủ, hơn 78.700 người ở 54 ngôi làng thuộc 8 thị trấn và 56 ngôi làng ở huyện Huy Huy, huyện Kiềm Nam, tỉnh Quý Châu, nơi bị ảnh hưởng bởi trận mưa xối xả trong 2 ngày liên tiếp, lở đất, lở bùn và các thảm họa khác đã xảy ra trên các con đường ở quận hướng dẫn Quý Châu. Một số làng bị ngập nước trên diện rộng, các con đường vào làng bị lũ lụt chặn lại, đất nông nghiệp bị ngập và một cây cầu bị sập. Ngoài ra, phía bắc thành phố Đồng Nhân và thành phố Tuân Nghĩa của tỉnh Quý Châu cũng có mưa lớn, nước sông vừa và nhỏ dâng cao. Một số làng và trấn ở huyện Đồng Tử, thành phố Tuân Nghĩa bị lũ lụt nghiêm trọng. Mực nước 275 hồ chứa ở An Huy vượt giới hạn lũ. Thời gian gần đây, mưa lớn tiếp tục đổ xuống ở nhiều tỉnh phía nam đất liền, lũ lụt xảy ra ở nhiều tỉnh. Theo các báo cáo, tính đến 6 giờ sáng ngày thứ Tư, 5 con sông gồm Tây Hà, Phong Lạc và Tỳ Hưu thuộc tỉnh An Huy đã xuất hiện lũ vượt mức nước cảnh báo. Mực nước khu vực Hồ Xào Hồ tiếp tục dâng cao, đồng thời có tổng số gần 280 hồ chứa vượt lũ vượt giới hạn cho phép. Tại tỉnh An Huy, hoa màu bị ngập lụt, nhà cửa bị sập và hư hại, đường xá và các cơ sở hạ tầng khác bị hư hỏng. Tính đến chiều tối ngày thứ Tư, đã có 8.174 người phải sơ tán khẩn cấp, 14,2 nghìn hecta hoa màu bị ảnh hưởng, 669 ngôi nhà bị sập và hư hỏng. Theo mạng thời tiết Trung Quốc, dự kiến trong ngày thứ Năm sẽ có mưa to đến rất to ở một số khu vực Quảng Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Giang Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, Thượng Hải và các nơi khác, có mưa lớn ở một số vùng ở Vân Nam, Tây Tạng và những nơi khác. Theo đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên, từ tối thứ Năm đến thứ Bảy, Tứ Xuyên sẽ bắt đầu một đợt mưa lớn mới, hầu hết các lưu vực sẽ có mưa to đến rất to. Miền Trung và miền Đông sẽ có mưa to đến rất to nên tình hình kiểm soát lũ lụt rất nghiêm trọng. Theo báo cáo của CCTV, kể từ cuối tuần qua, mực nước của 200 con sông ở 16 tỉnh bao gồm Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu đã vượt quá mức cảnh báo, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ những năm trước. 19 sông có lũ vượt mức nước bảo đảm, 5 sông vừa và nhỏ cũng có lũ vượt kỷ lục lịch sử do mưa lớn và nước thượng nguồn. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, đỉnh lũ lớn nhất trong hơn 80 năm qua trên sông Kỳ Giang ở Trùng Khánh đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương. Mực nước của đoạn Kỳ Giang vượt quá mức nước đảm bảo hơn 6 mét và mực nước của đập Tam Hiệp vượt quá giới hạn kiểm soát lũ gần 3 mét. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trận mưa lớn ở quận Kỳ Giang của thành phố Trùng Khánh đã gây ra trận lụt lớn nhất kể từ khi nhà ga được xây dựng vào năm 1951 và 21 đường phố và thị trấn bao gồm Cổ Nam, Văn Long và Thạch Giao đã bị ngập nghiêm trọng, giao thông bị tắc nghẽn. Lưu Chí Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin của Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, lũ vượt mức cảnh báo có thể xảy ra ở trung và hạ lưu sông Dương Tử, lưu vực sông Châu Giang, sông Tây Giang, sông Hoài Hà, Hồ Thái Hồ và một số sông vừa và nhỏ có thể bị lũ lớn. Thưa quý vị, Giang Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, Sơn Đông, Cam Túc và một số tỉnh lân cận mưa lớn do bão số 5 tiếp tục tàn phá, đã ảnh hưởng đến 710.000 người ở các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang. Tân Hoa Xã, Bắc Kinh hôm Chủ nhật cho biết, cơn bão mạnh nhất số 5 đổ bộ vào Trung Quốc năm nay đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Phúc Châu, tỉnh Giang Tây lúc 5 giờ ngày Chủ nhật, nhưng tác động của nó vẫn tiếp tục và lượng mưa lớn do bão ở Giang Tây, Phúc Kiến và Chiết Giang tiếp tục tàn phá, đã khiến 710.000 người ở các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang bị ảnh hưởng. Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Phúc Châu, tỉnh Giang Tây lúc 5 giờ sáng Chủ nhật, bị ảnh hưởng bởi bão số 5, sóng dữ dội và lượng mưa lớn trên diện rộng xảy ra dọc theo bờ biển Phúc Kiến, Chiết Giang và những nơi khác. Mưa to đến rất to đã đổ xuống miền Trung và miền Nam Phúc Kiến, Đông Nam Chiết Giang, Đông Quảng Đông và Đông Nam Giang Tây. Hơn 10 con sông vừa và nhỏ, bao gồm sông Dân Giang, sông Cửu Long Giang, sông Đình Giang ở tỉnh Phúc Kiến và thượng nguồn sông Hán Giang ở tỉnh Quảng Đông, đã trải qua lũ lụt vượt mức báo động, với phạm vi vượt mức báo động là 0,9m đến 2,8m.
hiện mực nước hầu hết các sông ở mức cảnh báo siêu cấp đều đang xuống. Văn phòng Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán Quốc gia đã thông báo vào hôm Chủ nhật rằng theo thống kê sơ bộ, cơn bão nhiệt đới số 5 năm nay đã ảnh hưởng đến 710.000 người ở các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang. Bão số 5 cũng khiến hơn 110.000 người ở Giang Tây bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn đổ xuống ở Phúc Thanh, Phủ Điền, Tuyền Châu và những nơi khác, khiến lượng mưa ở đoạn Phúc Thanh Tuyền Châu của tuyến Hàng Châu Thâm Quyến vượt quá mức cảnh báo an toàn, với lượng mưa liên tục tối đa lên tới 318mm. Để đảm bảo an toàn cho các chuyến tàu chở khách, Cục Đường sắt Nam Sương đã tạm thời đình chỉ 16 đôi tàu IM mua vào ngày hôm đó. Hiện tại, một số chuyến tàu bị chậm ở các mức độ khác nhau. Mưa lớn liên tục ở Sơn Đông cũng đang khiến 29 hồ chứa tràn bờ. Hầu hết Sơn Đông, đặc biệt là phía Bắc Sơn Đông và Giao Đông, liên tục hứng chịu mưa lớn khiến 25 hồ chứa lớn và vừa trong tỉnh vượt mực nước lũ giới hạn, 29 hồ chứa bị tràn. Cửa đập tràn của hồ chứa sông Lâm Tuyền ở Lai Châu, Yên Đài đã không thể mở cửa xả lũ vào lúc 1 giờ chiều ngày thứ Bảy do sét đánh và mất điện. Mưa liên tục và nhiều trận mưa lớn xảy ra ở tỉnh Cam Túc, gây ra sạt lở đất đá và lũ lụt lớn. Tính đến 9 giờ sáng Chủ nhật, thảm họa đã khiến 1,2341 triệu người ở 49 quận và huyện thuộc 10 thành phố và quận bao gồm Lan Châu, Bạch Ngân, Thiên Thủy, Bình Lương, Cửu Tuyền, Thanh Dương, Định Tây, Long An, Cam Nam và Lâm Hạ bị ảnh hưởng. 14 người chết, 7 người bị thương do thiên tai và 12.600 người đã được chuyển khẩn cấp. Hiện tại, Cục Dân chính tỉnh Cam Túc và Sở Tài chính tỉnh đã phân bổ 6 triệu nhân dân tệ quỹ cứu trợ thiên tai cho những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, gửi 1.200 chiếc chăn bông và 400 chiếc lều. Cuộc sống cơ bản của những người dân bị ảnh hưởng đã được tái định cư ổn định. Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề ở Phúc Kiến, 340.000 người ở Chiết Giang bị ảnh hưởng. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt vượt mức cảnh báo tại một số địa điểm ở Đình Giang, Tây Bắc Cửu Long Giang, Hữu Nghi và Tây Đại Giang. Tính đến 18 giờ chiều Chủ nhật, tất cả các đường dây điện bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 ở Tam Ninh và Nam Bình, Phúc Kiến đã được sửa chữa và hơn 40.000 người dùng bị mất điện ở hai nơi đều được cấp điện trở lại bình thường. Sau cơn bão số 5, sân bay quốc tế Trường Lạc Phúc Châu đã nối lại tất cả các chuyến bay trong và ngoài nước. Tỷ lệ lấp đầy trung bình của các chuyến bay là gần 90%, cao hơn 17% so với bình thường. Phóng viên được biết từ chính quyền nhân dân thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây vào trưa Chủ nhật rằng, số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở thành phố Diên An do mưa liên tục đã lên tới 260.000 người, 26 người thiệt mạng và 116 người bị thương ở 5 quận do thảm họa. Hiện tại, nhiều công tác phòng chống lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai đang được tiến hành trên địa bàn. Theo thống kê chưa đầy đủ, lượng mưa còn gây ra 3.710 vụ lở đất và sập nhà ở Diên An, làm gián đoạn 2 tuyến đường tỉnh lộ, 43 tuyến đường huyện và thị trấn, 84 tuyến đường nông thôn, đồng thời chặn 54 chuyến tàu hỏa lên xuống. Bị ảnh hưởng bởi cụm mây còn sót lại từ bão số 5, từ ngày Chủ nhật đến thứ Hai vẫn có mưa to đến rất to ở phía Tây Phúc Kiến, Giang Tây, Đông Nam Hồ Bắc và Tây Nam An Huy. Ngoài ra, từ thứ Hai đến thứ Năm, ở Tứ Xuyên vẫn sẽ xảy ra đợt mưa lớn, trong đó Bắc Trung Bộ lượng mưa phổ biến 100mm đến 200mm, riêng Trung Trung Bộ lượng mưa 200mm đến 400mm. Về đối phó với đợt mưa trên diện rộng, Bộ Quốc phòng một lần nữa đưa ra thông báo tới Tứ Xuyên, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và các tỉnh khác, yêu cầu thực hiện hiệu quả công tác phòng thủ liên quan để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Kính thưa quý vị, theo thông báo của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Đông, đã có 3 người bị chết do nước lũ cuốn và 4 người mất tích sau khi 2 thuyền cá bị chìm, trong khi 1 người khác thiệt mạng do nhà sập. Lốc xoáy do bão gây ra cũng khiến 6 người thiệt mạng, phá hủy nhiều nhà cửa và các công trình khác ở thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông và thành phố Phật Sơn. Ở Trạm Giang, mưa to và gió lớn đã gây mất điện, nước và liên lạc viễn thông trên diện rộng. Đến thứ Bảy, ít nhất 10% hộ gia đình vẫn chưa có điện. Cơn bão số 5 đã gây ảnh hưởng đến 3,16 triệu người dân tại 25 huyện của tỉnh Quảng Đông, buộc gần 150.000 người phải sơ tán. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế tại khu vực này đã lên tới 12,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,97 triệu đô la, hơn 2.800 căn nhà bị hư hại và gần 196.000 hecta đất nông nghiệp bị tàn phá tại tỉnh này. Sở Nội vụ tỉnh đã phân bổ 20 triệu nhân dân tệ nhằm khắc phục hậu quả thiên tai cho những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất do bão. Tại tỉnh Quảng Tây, bão đã ảnh hưởng đến khoảng 1,4 triệu dân tại 22 quận, 66.300 người dân đã phải sơ tán. Ước tính, bão gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế đến 175 triệu nhân dân tệ tại khu vực này. Tại khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây, 6 người đã thiệt mạng do cây đổ ở thành phố Nam Ninh. Trước đó, bão số 4 đã đổ bộ vào Quảng Đông chiều thứ Sáu, với sức gió lên tới 60m. Theo một chuyên gia khí tượng thủy văn, bão số 4 là cơn bão siêu nhanh, chưa từng thấy trong hàng chục năm qua. Từ khi bão hình thành đến khi vào đất liền, bão di chuyển với tốc độ khoảng 1.300 km trong 57 giờ đồng hồ so với hầu hết các cơn bão khác đổ bộ vào Quảng Đông, khoảng 3-4 ngày sau khi hình thành. Quảng Đông, khoảng 3-4 ngày.
Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình. Đối với các nước ở trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là các nước có sổ hồng ở Biển Đông, thì Trung Quốc lúc nào cũng bị coi là con ngáo ục vì cách đối xử bất nhân, lấy thịt đè người đối với các nước nhỏ và lòng ham muốn nuốt trọn vùng biển rộng lớn này. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia thường xuyên bị con ngáo ục này vùng mang trợn mắt dọa nạt. Tuy nhiên, đối với Bắc Kinh mà nói, Việt Nam chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi. Bạn bè quốc tế thì đánh giá Việt Nam là quốc gia có năng lực nhất và kiên định nhất ở Đông Nam Á, dám chống lại tuyên bố chủ quyền phi pháp và đặc biệt là cái được gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Vì sao Việt Nam lại không sợ Trung Quốc? Câu trả lời là vì ngoài ý chí kiên cường, không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù, thì Việt Nam hiện đang sở hữu một con át chủ bài chiến lược và có sức mạnh đáng gờm có thể làm thay đổi cục diện ở Biển Đông. Quân cảng này là nỗi ám ảnh của Bắc Kinh trong quá khứ và hiện tại. Thậm chí Trung Quốc còn nói với Cam Ranh là nơi tàng trữ vũ khí bí mật đe dọa đến an ninh của Trung Quốc. Vậy quân cảng này có gì đặc biệt? Vì sao nó được coi là vũ khí chiến lược của Việt Nam? Hãy cùng với tin mới tìm hiểu trong video sau đây nhé! Các bạn thân mến, như các bạn đã biết, Vịnh Cam Ranh thuộc thành phố Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Vịnh Cam Ranh được xem là một trong ba vịnh thiên nhiên đẹp nhất thế giới. Không những thế, bán đảo Cam Ranh được bao quanh bởi rất nhiều đảo to nhỏ khác nhau và những dãy núi cao khoảng 400m và có một lối ra vào nhỏ hẹp. Điều này không những ngăn gió bão không thể xâm nhập mà còn có thể khống chế cả khu vực xung quanh cảng một cách rất dễ dàng. Chính vì vị trí địa lý thuận lợi đã biến quân cảng này trở thành một pháo đài vô cùng lợi hại, khó công phá và dễ phòng thủ. Cửa vào Cam Ranh tuy nhỏ nhưng tổng diện tích mặt nước lại rộng tới 9,8m², nước sâu phổ biến ở mức 16-25m, nơi sâu nhất có thể lên đến 32m, cho phép đồng thời khoảng 40 tàu chiến cỡ lớn cùng neo đậu, kể cả tàu sân bay. Vì thế này lợi hại vô cùng khi dùng nó cho các hoạt động quân sự, bởi nếu như tên lửa phòng không được bố trí tại đây và những cao điểm xung quanh thì toàn bộ eo biển Malacca và eo biển Singapore đều nằm trong tầm khống chế của hỏa lực của nó. Có nghĩa là từ Cam Ranh có thể phóng tên lửa ra các vùng biển lân cận mà ma không thấy, quỷ không hay. Không những thế, vịnh Cam Ranh còn có thể cho phép triển khai hệ thống giám sát điện tử để kiểm soát toàn bộ khu vực Bắc Ấn Độ Dương, vịnh Persia, biển Hoa Đông và khu vực Biển Đông của Việt Nam. Vừa có lợi thế về tự nhiên, lại rất có lợi cho quân sự, quốc phòng. Vịnh Cam Ranh còn cận kề tuyến đường vận tải quốc tế trọng yếu, nơi tàu bè qua lại như mắc cười. Chính vì vậy, Cam Ranh chính là bến đỗ bình yên của lực lượng hải quân các cường quốc. Ở đây, các biệt đội hải quân có thể tiếp nhiên liệu, lương thực hoặc nghỉ ngơi sau những hải trình dài. Cam Ranh còn có sân bay quốc tế với đường băng dài hơn 3.000m, đủ khả năng để máy bay chở khách cỡ lớn và đảm bảo cho các máy bay vận tải hạng nặng, máy bay ném bom chiến lược hạ cánh. Với những ưu điểm hiếm có khó tìm như vậy thì Cam Ranh được ví như kho báu khó tìm của Việt Nam, thứ mà các cường quốc trên thế giới thèm nhỏ dãi cũng không có được. Đánh giá vị trí chiến lược và tầm quan trọng của cảng Cam Ranh, các chuyên gia Trung Quốc đã từng phân tích cả châu Á không thể tìm kiếm được quân cảng nào độc đáo và nguy hiểm như quân cảng Cam Ranh của Việt Nam. Trong khi đó, các chuyên gia quân sự của Mỹ từng cảnh báo rằng ai chiếm được vịnh Cam Ranh, người đó sẽ chiếm được một nửa Trung Quốc, có thể kiểm soát được tuyến đường giao thông biển Á-Âu. Cũng chính vì vị trí địa chính trị ưu việt của mình mà Cam Ranh đã từ lâu trở thành miếng mồi ngon cho các ông lớn nhâm nhi dành về mình. Trong thế kỷ 19, chính quyền thực dân Pháp đã sử dụng căn cứ đóng tàu hiện đại đầu tiên ở Cam Ranh, sau đó càng được mở rộng thêm 20 hải lý theo hướng Bắc Nam. Người Pháp sau đó đã biến nơi đây thành cảng quân sự. Vào năm 1940, quân đội Nhật Hoàng xâm chiếm Đông Dương và sử dụng quân cảng Cam Ranh làm nơi xuất phát của Hải quân Nhật Bản. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ thậm chí đã chi tới hơn 300 triệu đô la Mỹ để mở rộng Cam Ranh. Người Mỹ đặt chân đến Cam Ranh lần đầu tiên vào giữa những năm 1960. Đây là nơi Mỹ dùng để tổ chức những trận ném bom không kích, phần lãnh thổ do quân giải phóng Việt Nam kiểm soát. Tổng thống Jackson đã từng đến thăm cảng Cam Ranh và tuyên bố quốc kỳ nước Mỹ sẽ tung bay trên nóc căn cứ này mãi mãi. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, quân Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam và rời khỏi cảng Cam Ranh.
Moscow đã hy vọng Hà Nội sẽ cho Liên Xô thuê căn cứ quân sự này. Đây chính là thời kỳ chiến tranh lạnh và chiến tranh của Liên Xô trên hai mặt trận, chống đế quốc Mỹ và kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc. Liên Xô muốn thuê Cam Ranh để đóng trú chiến hạm của quân đội mình ở Việt Nam. Mục đích cuối cùng là thay đổi sự phân bố lực lượng trên Thái Bình Dương, phá vỡ thế độc quyền của Mỹ với các căn cứ quân sự ở Philippines, Nhật Bản và Hàn Quốc. Năm 1979, Việt Nam chính thức ký thỏa thuận cho Liên Xô thuê Cam Ranh làm quân cảng trong 25 năm. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Hải quân Liên bang Nga đã rút khỏi Cam Ranh trước thời hạn năm 2002. Hiện tại, đây là căn cứ quân sự của Hải quân Nhân dân Việt Nam và là nơi neo đậu trực chiến của các tàu ngầm, tàu chiến đấu mặt nước, tàu hàng, tàu khách thủy, phi cơ. Đây là một nơi đóng quân của lữ đoàn tàu ngầm 189, là đơn vị thuộc binh chủng tàu ngầm quân đội Nhân dân Việt Nam. Các bạn thân mến, không chỉ có các cường quốc Nga, Mỹ, Nhật là dòm ngó và muốn đặt chân tới Cam Ranh để thực hiện mục đích riêng của mình, mà Cam Ranh còn trở thành cái gai trong mắt người láng giềng Trung Quốc của chúng ta từ rất lâu đời. Tuy nhiên, Trung Quốc cứ phải đứng từ xa sợ hãi khi nhìn thấy các cường quốc đến Cam Ranh, biến nó trở thành vũ khí chống lại mình, mà bất lực không làm được gì, nhất là từ khi người Trung Quốc bắt đầu chiến lược thè cái lưỡi bò đỏ ngòm bẩn thỉu của mình, hòng chiếm trọn 80% diện tích Biển Đông và nuốt chửng vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Khi đó, Trung Quốc cũng đồng thời nhận ra rằng ý đồ của mình không thể thực hiện được khi quân cảng Cam Ranh vẫn đứng chênh ênh như kỳ đà cả mũi. Với vị thế hiểm yếu độc đáo và đặc biệt trên bản đồ khu vực Đông Nam Á, vịnh Cam Ranh của Việt Nam nếu kết hợp với vịnh Subic của Philippines sẽ tạo thành hai cánh kéo sắc có thể chặn đứng ý đồ thò ra Biển Đông của đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ. Đối với Cam Ranh, Bắc Kinh vừa muốn cũng vừa sợ. Để thống trị Biển Đông thì không ít lần Trung Quốc đã có ý đồ chả tốt đẹp gì nhắm vào quân cảng Cam Ranh của Việt Nam. Nếu các bạn chưa biết thì Trung Quốc đã từng có thời điểm muốn thuê Cam Ranh của Việt Nam. Đó là vào những năm 1980 và nửa đầu những năm 1990. Bắc Kinh đã nhiều lần muốn ngỏ ý thuê vịnh Cam Ranh của Việt Nam, thậm chí còn hăm dọa để buộc Việt Nam phải cho thuê. Tuy nhiên, Việt Nam của chúng ta rất tỉnh các bạn ạ, nếu không muốn nói là quá tỉnh. Chúng ta tuy nghèo nhưng không ngu gì mà cho Bắc Kinh chiếm đóng ở đây cả. Làm như thế, khác nào rất voi về giày mà tổ. Bắc Kinh như con ngáo ộp, đời nào Việt Nam bằng lòng cho thuê, khi mà Trung Quốc ngày càng lộ rõ âm mưu đen tối, muốn tước đoạt thanh bảo kiếm của Việt Nam để hoàn thành giấc mộng bá chủ Biển Đông của mình. Không đồng ý cho Trung Quốc thuê và cũng là để kìm hãm Trung Quốc. Chính quyền Việt Nam đã rất khôn ngoan khi tính tới nước bài mở cửa Cam Ranh để cho tàu thuyền quốc tế qua lại. Bắt đầu từ năm 2010, Cam Ranh được mở cửa trở lại, nhưng ở một tâm thế hoàn toàn khác, Cam Ranh không còn trở thành nơi tranh chấp giữa các cường quốc, cũng không phải là chỗ cho thuê để các cường quốc dùng làm căn cứ quân sự nữa. Chính phủ Việt Nam đã quyết định biến Cam Ranh trở thành một quân cảng, mang lại nguồn tài chính lớn, đồng thời là con bài chiến lược của Việt Nam khi đối đầu với các nước khác. Có nghĩa là cảng biển này cho phép quân sự của bất kỳ quốc gia nào tới neo đậu và sử dụng, nhưng có thu phí và chủ trương là không cho thuê lâu dài, độc quyền với bất kỳ ông nào nữa. Rõ ràng sự thay đổi này là rất quan trọng, từ sự thuê dùng đến sử dụng khác nhau một trời một vực. Thuê dùng có nghĩa là ai thuê thì người đó sẽ có đặc quyền sử dụng, còn sử dụng có tính chất mở. Nhờ có chiến lược này mà Việt Nam lần lượt bắt tay và xích lại gần hơn với các cường quốc là đối trọng của Bắc Kinh, tạo thành một thế cân bằng khiến Bắc Kinh khó lòng mà tung hoành trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đầu tiên là đối với Nga, trong một chuyến thăm của chính phủ Việt Nam với Nga, lãnh đạo Việt Nam cũng đã nói rõ quan điểm của Việt Nam là cung cấp các cơ sở trên biển cho Nga, cho phép tàu Nga neo đậu ở Cam Ranh, nhưng hoàn toàn không phải là căn cứ quân sự. Nhờ có Cam Ranh, Nga đã đồng ý cho Việt Nam vay 10 tỷ đô la Mỹ, nguồn tài chính quan trọng trong việc phát triển kinh tế trong nước. Cùng với đó, mối quan hệ hợp tác về năng lượng, đặc biệt là hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí Nga-Việt sẽ có bước tiến đáng kể. Còn với Mỹ, hơn ai hết, Mỹ là nước đầu tiên muốn được quay trở lại sử dụng vịnh Cam Ranh. Kể từ khi bình thường hóa quan hệ Việt Nam vào năm 1995, quan hệ kinh tế và quốc phòng song phương đã tăng trưởng mạnh mẽ. Mỹ cũng đã nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam và hiện Mỹ sẽ ủng hộ xóa bỏ lệnh cấm này đang diễn ra rất mạnh mẽ. Việc cho phép Mỹ được tiếp cận lâu dài vào vịnh Cam Ranh sẽ là một sự khẳng định đầy mạnh mẽ, tượng trưng cho mối quan hệ đồng minh nảy nở giữa chính quyền Mỹ và Việt Nam, cùng lúc cũng sẽ làm vô hiệu hóa nhiều cơ sở quân sự mà Trung Quốc xây dựng phi pháp ở Biển Đông. Đối với Nhật thì sao? Người Nhật cũng chẳng xa lạ gì với vịnh Cam Ranh.
Từ khi Cam Ranh mở cửa, tàu khu trục của Nhật cũng đã từng hai lần ghé thăm quân cảng này trong bối cảnh hải quân Nhật đang muốn tăng cường can thiệp vào Biển Đông. Tuy nhiên, mục đích của Nhật khi sử dụng vịnh Cam Ranh chỉ có thể là hậu cần. Các bạn thân mến, chính phủ Việt Nam hoàn toàn biết rõ lợi thế quân sự và chiến lược của Cam Ranh và mưu đồ của tất cả các cường quốc khi đến với Cam Ranh. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam luôn nhất quán thực thi chính sách đối ngoại độc lập dựa trên các nguyên tắc không liên kết và không tham gia vào các liên minh nhằm chống lại một nước thứ ba. Việt Nam luôn sẵn sàng mở cửa đối với mọi đối tác trên cơ sở tôn trọng chủ quyền độc lập của đất nước. Bởi vậy, dù là Nga hay Mỹ, Nhật hoặc là bất cứ quốc gia nào khác đều có khả năng được chào đón ở Việt Nam, với điều kiện sự hiện diện của họ không nhằm để đối phó với bất cứ quốc gia nào khác và không gây thêm căng thẳng trong khu vực. Không những thế, một mũi tên trúng hai đích, sự hiện diện của tàu quân sự, tàu kinh tế của các cường quốc tại cảng Cam Ranh cũng góp phần kiềm chế sự lộng hành của Bắc Kinh, khiến ông lớn này không dám cận mình ta để bắt nạt các quốc gia nhỏ trong khu vực nữa. Thông thường thì việc nước này giao lưu thỏa thuận hợp tác với nước kia vốn dĩ là câu chuyện nội bộ của hai nước đó. Tất nhiên là các nước khác thì hoàn toàn có quyền quan tâm đến sự kiện này để mà biết tình hình thế giới chuyển động ra sao. Tuy nhiên, không có nghĩa vì thế mà có thể suy luận và định hướng dư luận theo cảm quan. Tuy nhiên, cách đây mấy hôm, sau cuộc điện đàm cấp cao giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ kết thúc, Trung Quốc tỏ ra rất quan tâm tới sự kiện này và còn phân tích rất kỹ càng trên diễn đàn Baidu. Vừa qua, nước này đã cho đăng tải một bài viết có tựa đề Ấn Độ rất đầu tư tâm huyết khi muốn trèo kéo Việt Nam, nhưng lãnh đạo Việt Nam lại rất khôn khéo, thông minh. Trung Quốc nói như vậy là có ý gì nhỉ? Đây liệu có phải là một lời khen ngợi mà chính quyền Bắc Kinh dành cho Việt Nam chúng ta hay không? Hay là còn có ẩn ý nào khác? Video ngày hôm nay sẽ cùng các bạn khán giả tìm hiểu và làm sáng tỏ vấn đề này nhé! Bối cảnh của điện đàm của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam Ấn Độ được báo chí Trung Quốc mô tả là khi Ngoại trưởng Ấn Độ Jan Haka và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hội đàm, ông ta không chỉ phàn nàn về cuộc biểu tình của Trung Quốc mà còn đóng vai trò vận động hành lang giúp Hoa Kỳ bằng việc kêu gọi Nga tham gia chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để Nga thành một thành viên của Liên minh chống Trung Quốc của Mỹ. Tuy nhiên, thứ mà Ấn Độ nhận được lại chỉ là một cú tát trời giáng từ Nga. Thế là sau khi bị xì hơi ở Nga, chính phủ Ấn Độ vì không muốn từ bỏ nên đã móc ngoặc với Việt Nam. Gần đây, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gọi điện cho Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Ông Modi bày tỏ sự hoan nghênh hai quốc gia có tầm nhìn chung về cái gọi là cởi mở, bao trùm, hòa bình và quy tắc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, tờ Time of India trong một bài viết đưa tin liên quan đến sự kiện thì lại bày tỏ thất vọng rằng đáng tiếc là vấn đề Biển Đông lại không được nhắc tới trong các tuyên bố chính thức giữa hai bên. Bình luận về chi tiết này, Trung Quốc cho rằng lâu nay vấn đề Biển Đông đã trở thành một chủ đề cốt cán mà bất kỳ quốc gia nào có tư tưởng chống Trung Quốc đều phải nhắc đến trong mọi cuộc họp và đương nhiên Ấn Độ cũng không phải ngoại lệ. Do đó, Trung Quốc khẳng định gần như chắc chắn rằng Thủ tướng Modi không thể nào không đề cập đến vấn đề Biển Đông trong cuộc điện đàm với lãnh đạo Việt Nam. Chỉ có điều cuối cùng trong các tuyên bố chính thức của hai bên thì lại không hề đề cập đến vấn đề Biển Đông. Cũng có nghĩa là Ấn Độ lại phải nhận thêm một cú bà tai nữa. Hiện nay, trong số các quốc gia có liên quan đến vấn đề Biển Đông thì Việt Nam đang là quốc gia chiếm giữ nhiều đảo nhất. Tình hình Biển Đông càng dưới gen thì sẽ càng có lợi. Bởi vậy nên từ lâu Việt Nam đã trở thành mục tiêu săn đón của Hoa Kỳ, Nhật Bản và một số nước khác. Điều này cũng giải thích lý do tại sao những năm gần đây, Nhật Bản rất là tích cực hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực hải quân bằng cách cung cấp cho Việt Nam các tàu tuần tra hiện đại để chống lại các lực lượng chấp pháp biển của Trung Quốc. Mỹ thì sẵn sàng gỡ bỏ lệnh cấm vận xuất khẩu vũ khí cho Việt Nam, thậm chí gần đây còn cung cấp cho Việt Nam máy bay chiến đấu, các giảng viên huấn luyện và cơ sở đào tạo hàng không hiện đại. Và đặc biệt là Ấn Độ tích cực chuyển giao hệ thống radar và tên lửa chống hạm cho quân đội Việt Nam, đồng thời tuyên bố sẽ giúp Việt Nam duy trì các tàu ngầm lớp Kilo mua từ Nga vài năm gần đây. Trung Quốc gọi cách mà Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ ân cần chu đáo với Việt Nam thực chất không phải là vì tình cảm hữu nghị ngoại giao, mà đó là hành động cố tình đào hố bắt Việt Nam phải nhảy vào làm con tốt chống lại Trung Quốc mà thôi. Và sự kiện Thủ tướng Ấn Độ Modi chủ động gọi điện cho Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính là bởi vì mục đích chính trị tương tự. Thế nhưng kết quả vấn đề Biển Đông không được đề cập đến trong tuyên bố chung của hai bên.
đối với Ấn Độ mà nói đây là một thất bại kỷ lục về mặt ngoại giao. Còn đối với Việt Nam, kết quả này đã cho thấy, so với Ấn Độ thì các nhà hoạch định chính sách quốc gia của Việt Nam thông minh hơn nhiều. Tại sao như vậy? Tờ báo Trung Quốc tiếp tục phân tích như sau. Việt Nam nhận thấy rằng những hành động phá hoại quân sự của các thế lực bên ngoài ở Biển Đông là rất có lợi cho bản thân. Tuy nhiên, Trung Quốc lại không phải là một thế lực để Việt Nam dễ dàng khiêu khích, bày trò. Và quan trọng nhất là Việt Nam nhận thấy rằng các lực lượng quốc tế này can thiệp vào vấn đề Biển Đông cốt yếu chỉ vì lợi ích chiến lược của riêng mình mà thôi. Còn sự tồn vong của Việt Nam thì hoàn toàn không nằm trong sự tính toán cân nhắc của họ. Hơn nữa, Trung Quốc và Việt Nam không chỉ là hai nước láng giềng tựa núi liền sông, mà còn có mối quan hệ ngày càng khăng khít trên nhiều lĩnh vực hạt nhân. Nhà lãnh đạo quân sự và chính trị của hai nước đã tiến hành nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị. Quân đội hai nước thì đang tiến hành các cuộc tuần tra và tập trận chung ở Vịnh Bắc Bộ. Những động thái này cho thấy quan hệ Việt-Trung dường như không hề bị tác động và ảnh hưởng bởi sự lôi kéo của các thế lực bên ngoài. Còn trên mặt trận kinh tế, Việt Nam đã sao chép mô hình phát triển kinh tế thành công của Trung Quốc, cho nên dù là có duy trì quan hệ ngoại giao, quân sự và thương mại chặt chẽ với các ông lớn như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ hay là Úc, thì chắc chắn Việt Nam vẫn sẽ không thể tách rời khỏi mối quan hệ với Trung Quốc. Nghe qua nội dung bài báo của Trung Quốc thì có thể thấy tinh thần của bài viết này khá là hoan hỉ lạc quan, bởi vì cho rằng Việt Nam cần Trung Quốc, thậm chí là sợ Trung Quốc, cho nên là chẳng dại gì mà đứng về phe chống Trung Quốc của mấy ông Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ đâu. Tuy nhiên, sự thật có phải như vậy hay đây chỉ là những suy luận cảm quan và mang tính chủ quan từ phía Bắc Kinh, một người hoàn toàn đứng ngoài trong cuộc điện đàm năm nay? Có lẽ là tác giả Trung Quốc khi viết bài này đã chưa đọc báo chí của Việt Nam để mà cập nhật ngọn ngành tin tức trên báo điện tử chính phủ Việt Nam đã nói rõ. Vấn đề quan trọng hàng đầu hiện nay là đại dịch Covid-19. Hai nước Việt Ấn sẽ cùng nhau hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh. Thứ hai là đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng cũng như hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Vấn đề thứ ba được lãnh đạo hai bên tuyên bố trong một cuộc điện đàm liên quan đến kinh tế với mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt ngưỡng 15 tỷ đô la Mỹ một năm, và thứ tư là ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Rõ ràng có thể thấy cuộc điện đàm của thủ tướng hai nước Việt Ấn đều đã đề cập tới những vấn đề thời sự cấp thiết nhất của hiện nay. Cả Ấn Độ và Việt Nam đều đang phải chịu những tác động không hề nhỏ từ dịch bệnh. Trước đó là Ấn Độ hồi tháng 3, tháng 4, đến nay là Việt Nam cũng đang phải căng mình chống chọi với đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư phức tạp hoặc là khó khăn hơn rất nhiều những lần trước. Cho nên việc thủ tướng hai nước nhấn mạnh và tập trung vào vấn đề dịch bệnh là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Kết thúc cuộc điện đàm, hai thủ tướng cũng đã tuyên bố khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Đây thực chất là một lời ngoại giao pháp bảo của Việt Nam trên các mặt trận ngoại giao liên quan tới vấn đề tranh chấp Biển Đông. Bởi lâu nay, các hành động hung hại của Trung Quốc trên Biển Đông luôn bị lên án là thiếu tôn trọng và vi phạm luật biển, nhưng Bắc Kinh thì luôn mặt dày và dường như bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích đó, dẫm đạp lên dư luận để đoạt bằng được tham vọng phi lý của mình. Vậy thì phản ứng của Việt Nam đối với sự ngang ngược này là gì? Chủ trương tôn trọng tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình, các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế chẳng phải đã nói rõ quan điểm của Việt Nam rồi hay sao? Đó chính là giải quyết mọi vấn đề bằng luật pháp, bằng công lý, chứ không phải bằng sự ngang ngược, càng không phải bằng sự nóng giận, thiếu khôn ngoan. Sự thông minh, sự tinh tế và thấu tình đạt lý trong ngoại giao của Việt Nam nằm ở chỗ đó. Hơn nữa, cần phải nói thêm cho cánh báo chí Trung Quốc điều này. Việt Nam luôn nhất quán với chủ trương không bao giờ liên minh với một nước khác để chống lại nước thứ ba. Vấn đề này đã được nêu rõ trong chính sách quốc phòng của Việt Nam. Dù trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam quyết vi phạm chủ trương này dưới bất kỳ hình thức nào. Như vậy, có thể thấy câu nói lãnh đạo Việt Nam rất thông minh nghe qua thì tưởng là khen, mà bàn luận sâu xa thì lại thấy hàm chứa không ít ẩn ý. Bởi vì suy nghĩ cho cùng, Trung Quốc vẫn đang luôn cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ, nhưng thực tế thì chẳng có cái rốn nào ở đây hết. Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam chỉ hành động đơn giản dựa trên lý tưởng. Điều gì là có lợi cho quốc gia, dân tộc thì chúng tôi hành động mà thôi. Hàng thập kỷ qua, rừng vàng, biển bạc của Việt Nam luôn là miếng mồi thơm ngậy khiến láng giềng Trung Quốc khao khát chiếm đoạt. Và thực tế là rất nhiều lần Việt Nam đã phải kiên cường đáp trả những chiêu trò máy khóe.
danh mãnh, phi pháp của Trung Quốc đe dọa nghiêm trọng chủ quyền an ninh vùng biển đảo nước ta. Song ai cũng hiểu sự tham lam của Trung Quốc là dương vô cực. Chúng chưa bao giờ ngưng tham vọng thâu tóm vùng biển đảo của Việt Nam. Cho đến lúc này đây, không phải là Trung Quốc sẽ còn có những mánh khóe chiêu trò nào trong tương lai, mà điều khiến dư luận quan tâm nhất lúc này là Việt Nam có thể làm được gì để ngăn chặn thế lực phương Bắc nuốt trọn Biển Đông. Hay nói cách khác, Việt Nam có đủ sức cản phá những âm mưu thâm độc mà Trung Quốc đang toan tính hay không? Những nghi vấn này đã được giải đáp phần nào thông qua một vài tiết lộ của siêu cường quân sự số 2 thế giới Liên bang Nga. Về loại vũ khí cực khủng được xem là xương sống sức mạnh hải quân, giúp Việt Nam đủ sức gian đe mọi mưu đồ bất trị của thế lực phương Bắc. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thứ vũ khí cực khủng của Việt Nam mà nước bạn Nga đang nói đến là gì nhé. Các bạn thân mến, trong tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng và lắm kẻ gièm pha nhỏ ngó như hiện nay, thì việc chúng ta ưu tiên củng cố, nâng cao sức mạnh lực lượng hải quân là hoàn toàn hợp lý và cần thiết. Báo chí Nga từng nhận định, Hải quân Việt Nam hiện đang là lực lượng hải quân hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á, nhờ vào sự hỗ trợ, nỗ lực đẩy mạnh hiện đại hóa, cũng như những khoản đầu tư mua sắm tàu ngầm, máy bay phục vụ chiến đấu. Trong đó đáng chú ý nhất phải nói đến là đội 6 tàu Kilo tạo nên sức mạnh kiên cố cho hải quân Việt Nam. Báo chí Nga đã có những tiết lộ khá cụ thể và đắt về loại bảo bối này của lực lượng hải quân Việt Nam. Trong bài báo, sức mạnh lữ đoàn tàu ngầm Việt Nam đăng tải trên hãng thông tấn Sputnik News, tác giả cho biết, Việt Nam hiện có trong biên chế 6 chiếc tàu ngầm thuộc lớp Kilo 636, hiện đại hàng đầu thế giới. Chúng được chế tạo tại nhà máy Admiralty Werfri, một trong những cơ sở đóng tàu lâu đời nhất của Nga. Trong 313 năm hoạt động, nhà máy này đã đóng tới hơn 2.300 tàu mặt nước, gồm thiết giáp hạm, tàu tuần dương, chế tạo hơn 300 tàu ngầm thông thường và tàu ngầm hạt nhân. 6 tàu ngầm Việt Nam mua từ Nga được mang tên của 6 tỉnh thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện đang được biên chế cho lữ đoàn tàu ngầm 189 đóng tại vùng 4 Hải quân. Tàu ngầm Kilo 636 đang được trang bị cho lực đoàn tàu ngầm 189, được đánh giá là vượt trội hơn hẳn cả về vũ khí trang bị và tính năng tác chiến đấu so với sát thủ không biên giới của Mỹ. Kilo là lớp tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel điện, có nhiệm vụ tác chiến chống hạm và chống ngầm. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi đường kính 533mm. Song vũ khí uy lực nhất là tổ hợp tên lửa hành trình đa năng Scalp S. Tổ hợp này gồm ít nhất 5 mẫu tên lửa khác nhau, giúp chỉ huy tàu ngầm lựa chọn linh hoạt vũ khí trong tác chiến. Kilo 636 vận hành tốt trong vùng biển nóng, có khả năng di chuyển ở gần khu vực đáy biển hơn các loại tàu ngầm tấn công khác. Nhờ công nghệ hiện đại, làm giảm đáng kể độ ồn cho lớp Kilo, tàu ngầm có khả năng tàng hình trước các thiết bị định vị thủy âm hiện đại, ẩn mình tốt hơn trong lòng biển để tiếp cận đội tàu nổi của địch và tấn công trước khi bị phát hiện. Nhờ vũ khí hiện đại và khả năng ẩn mình gần như hoàn hảo, Kilo 636 được Hải quân Mỹ mệnh danh là hố đen trong lòng đại dương. Ngoài biệt danh hố đen đại dương, tác giả cho biết tàu ngầm Kilo còn có tên gọi khác là sát thủ dưới mặt nước. Với nhiệm vụ đặc trưng là săn ngầm có khả năng tiêu diệt tất cả các loại tàu biển, các tên lửa mặt đất như căn cứ bờ, trận địa tên lửa của đối phương và hiệp đồng tác chiến cùng lính thủy đánh bộ đánh chiếm, tái chiếm đảo khi có lệnh. Tàu ngầm lớp Kilo cũng có sức mạnh trinh sát hủy diệt các hạm tàu nổi mặt nước của đối phương như hàng không mẫu hạm, khu trục tàu hộ vệ. Báo Nga tiết lộ, những tàu ngầm trong biên chế Hải quân Việt Nam sở hữu các thông số hết sức hiện đại. Tàu có chiều dài 73,8m, rộng 9,9m, lượng dạn nước từ 3.000 đến 3.950 tấn. Tải trọng tối đa tốc độ 20 hải lý trên giờ, có thể lặn sâu tối đa 300m, thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm, sức chứa thủy thủ đoàn 52 người. Ngoài những thông tin về đoàn 6 tàu ngầm Kilo 636, báo Nga hồi năm 2018 còn tiết lộ Việt Nam đã cử một đoàn đại biểu cấp cao đến Nga tiến hành đàm phán về việc mua sắm các loại trang thiết bị nếu Việt Nam mua sắm hệ thống phòng không mới. Thì thực lực phòng không tổng thể của Việt Nam sẽ không thể coi thường, thậm chí có thể kê cao gối mà ngủ ngon. Những tiết lộ và bình luận của báo Nga về việc Việt Nam đang tập trung tối đa nguồn lực để tăng cường năng lực quốc phòng, nhất là năng lực hải quân, đã khiến Trung Quốc đứng ngồi không yên. Tờ Sina của Trung Quốc khẳng định rằng Việt Nam mua sắm những vũ khí hiện đại của Nga rõ ràng là nhằm vào việc đọ sức và chống lại Trung Quốc. Trong khi đó, đáng chú ý nhất chính là dàn tên lửa phòng không F-400 và dàn 6 tàu ngầm Kilo. Một mặt, Bắc Kinh tỏ ra xem nhẹ những quả tên lửa phòng không S-400 bởi cho rằng ngay cả khi Việt Nam mua khoảng 4 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400, nhưng 4 tiểu đoàn này không thể bao quát toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam,
thì sẽ vẫn có lỗ hổng. Và đó chính là kẽ hở để đối phương, mà cụ thể ở đây chính là Trung Quốc tận dụng để đột phá. Nhưng ngược lại, nói đến dàn 6 tổng hợp kilo thì ngay lập tức Bắc Kinh lại tỏ ra nao núng dè chừng. Tờ Sina nói rằng tàu ngầm Kilo 636 là một trong những tàu ngầm động cơ không chạy êm nhất thế giới, rất khó bị phát hiện. Điều này có nghĩa là Việt Nam vẫn có khả năng tiến hành đột phá và lực lượng hải quân của đối phương. Ngoài ra, số lượng và chất lượng các loại ngư lôi sân ngầm và ngư lôi thông thường của loại tàu ngầm này đều ưu việt. Bài báo bình luận rằng việc có trong trang bị dàn 6 tàu ngầm lớp Kilo cho thấy thực lực tổng thể của hải quân Việt Nam đã tăng rất mạnh ở khu vực châu Á, thậm chí có thể đứng vào hàng đầu. Do đó, Sina Trung Quốc kết luận, 6 tàu ngầm thông thường của lớp Kilo Việt Nam hoạt động dưới nước là lực lượng có thể tiến hành dần đe hiệu quả đối phương, khiến đối phương luôn phải dè chừng. Kể từ khi Hoa Kỳ công bố nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam hồi tháng 10 năm 2014, Việt Nam đã có cơ hội đa dạng hóa kho vũ khí của mình. Sau hàng thập niên phải lệ thuộc gần như hoàn toàn vũ khí Nga, người bạn và là đối tác truyền thống của Việt Nam. Đương nhiên, Trung Quốc không thể nào ngó lơ động thái này. Báo Trung Quốc từng rất quan tâm đăng đàn cho loạt bài viết về việc Mỹ bán hoặc chuyển nhượng phần lớn tàu tuần tra lớp Hamilton đã nghỉ hưu cho các nước đối tác, trong đó Philippines nhận được 3 chiếc, Bangladesh nhận được 2 chiếc, Liberia 2 chiếc và Việt Nam 3 chiếc. Tuy nhiên, trên trang Sohu, tờ báo này không biết lấy lý do gì mà đơm đặt rằng việc Mỹ cung cấp 3 tàu tuần tra lớp cho Việt Nam là để lôi kéo Việt Nam. Kinh phí sửa chữa và đào tạo cán bộ sẽ do Việt Nam chi trả. Báo chí Trung Quốc cũng đăng tin đến độc giả nước họ rằng Mỹ còn tặng miễn phí xuồng tuần tra Methane Shark cho Việt Nam. Loại trang bị tiên tiến này rất được Việt Nam hoan nghênh. Đến nay, Việt Nam đã nhận được 12 xuồng tuần tra loại này, giúp cho Việt Nam mạnh khả năng thực thi pháp luật trên biển. Ngoài ra, Mỹ sẽ cung cấp ngày càng nhiều trang bị cho Việt Nam, đặc biệt là những trang bị trên biển. Việc tích cực cung cấp các thiết bị trên biển có lợi cho cải thiện quan hệ Mỹ-Việt, và Mỹ đã sẵn lòng làm việc này. Có thể nói, sự tăng trưởng và ngày càng lớn mạnh của lực lượng hải quân Việt Nam là điều tất yếu phải thực hiện trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng vẽ ra những chiêu trò yêu sách xoay vần trên vùng biển đảo của Việt Nam. Có thể dễ dàng chỉ ra những hành động trắng trợn của nước này, ví dụ như đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là bản đồ đường chiến đoạn. Thậm chí những năm gần đây, Bắc Kinh còn ngang nhiên xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép các thực thể này. Và chúng ta cũng ngầm hiểu rằng, với lòng tham và tham vọng vị kỷ của mình, Trung Quốc sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định bành trướng mà sẽ đẻ ra nhiều chính sách ngang ngược để đạt được mục đích của họ. Cho nên, Việt Nam chúng ta song song với việc củng cố năng lực quốc phòng, chúng ta cần phải áp dụng chính sách ngoại giao khôn khéo, vừa cương quyết, vừa mềm dẻo, linh hoạt, không chỉ để ngăn chặn những căng thẳng leo thang đến miệng hố chiến tranh, mà còn bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Việt Nam chính đáng, phù hợp với các căn cứ lịch sử, phần luật pháp quốc tế. Nằm bên cạnh một cường quốc kinh tế như Trung Quốc, chắc chắn đối với nước ta mà nói đó là một áp lực không hề nhỏ. Người xưa có câu nói, cá lớn nuốt cá bé hay là ỷ mạnh hiếp yếu cũng có thể đúng một phần đối với mối quan hệ của Việt Nam và người láng giềng Trung Quốc. Ai chẳng biết Trung Quốc to con, lực lưỡng và rất thích phô trương sức mạnh của mình với các quốc gia nhỏ hơn bên cạnh. Thế nhưng Việt Nam, dân tộc anh hùng đâu vì thế mà sợ hãi, chúng ta nhỏ mà có võ cơ mà. Lịch sự hòa nhã, ngoại giao mềm mỏng nhưng không kém phần quyết liệt, chống lại những hành động sai trái của người bạn này. Chính là hướng đi mà bao năm qua Đảng và như nước ta đã thực hiện. Chính vì thế, trên các phương tiện truyền thông quốc tế, người ta hay băn khoăn rằng vì sao Việt Nam không thuận theo Trung Quốc để giàu có thịnh vượng hơn. Thực ra chúng ta có thiết lập mối quan hệ với anh chàng phương Bắc đó chứ, nhưng mà cũng đâu dễ vì mà đánh mất chính mình. Phải không nào các bạn? Vậy thì tại sao, dù là một nước nhỏ nhưng chúng ta vẫn quyết không cậy nhờ vào người bạn hàng xóm? Thành quả hiện nay Việt Nam đạt được có chứng minh được rằng việc lựa chọn phát triển một cách độc lập là hoàn toàn sáng suốt hay không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những vấn đề này trong video ngày hôm nay các bạn nhé! Tại sao Việt Nam không liên minh với Trung Quốc thay vì chống lại? Chẳng phải Việt Nam sẽ trở nên giàu có hơn và hùng mạnh hơn trong khu vực với sự giúp đỡ của Trung Quốc? Đây là một câu hỏi được đặt ra trên mạng xã hội Quora và đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả những tài khoản đến từ Việt Nam và Trung Quốc. Ai cũng đưa ra những lý do xác đáng, căn cứ vào lịch sử và thực tế hiện nay.
Vậy thì trước hết chúng ta hãy cùng xem phản ứng của cư dân mạng quốc tế về vấn đề này như thế nào nhé. Bên dưới câu hỏi này, các cư dân mạng đã tranh luận vô cùng sôi nổi, rất nhiều ý kiến được đưa ra. Và để đưa ra quan điểm trả lời cho câu hỏi trên, một tài khoản có tên là Vision Wu, người Trung Quốc đã bình luận rằng trên danh nghĩa không ai có thể là đồng minh của Trung Quốc. Trung Quốc không chọn đồng minh vì hợp tác quân sự Việt Nam đã chọn phe của Liên Xô và quyết định đi theo con đường riêng của mình sau đó. Cho nên, dường như không có cách nào để Trung Quốc hợp tác với Việt Nam. Campuchia thì chỉ là một đối tác chiến lược của Trung Quốc. Vai trò mà Trung Quốc muốn thực hiện ở Đông Nam Á không phải là hợp tác với một vài quốc gia, mà là thay đổi toàn bộ bối cảnh chính trị, văn hóa, kinh tế. Nếu như Việt Nam thấy phù hợp thì có thể tham gia, nhưng nếu không, không có gì phải hối tiếc cả. Đơn giản là Trung Quốc không đặt quá nhiều kỳ vọng vào Việt Nam. Đáp lại câu hỏi một cách quyết liệt hơn chính là từ một tài khoản đến từ Việt Nam với tên Bánh Đậu đã đưa ra ý kiến như sau. Bạn đã bao giờ nghe nói về cái không có thứ gọi là bữa trưa miễn phí? Nếu như Việt Nam liên minh với Trung Quốc vì lợi ích của cải sẽ có một cái giá phải trả ở đâu đó, mất quyền tự quyết, chẳng hạn. Có vẻ như là Việt Nam đã quyết định rằng cái giá của việc không liên minh với Trung Quốc thấp hơn cái giá của việc làm như vậy. Và bạn đã nhầm khi từ xa xưa Việt Nam đã trở thành siêu cường ở Đông Nam Á, chứ không phải do Trung Quốc bảo vệ. Ngược lại, nó phải mạnh lên vì mối đe dọa thường xuyên từ Trung Quốc. Sự mở rộng về phía Nam của nó một phần là do áp lực từ phía Bắc. Ngoài ra, nếu chỉ đơn giản liên minh với Trung Quốc sẽ làm cho một quốc gia giàu có hơn và hùng mạnh hơn, thì giờ đây Triều Tiên sẽ rất giàu có và hùng mạnh, và tất cả chúng ta đều biết nó thực sự là như thế nào. Trung Quốc là đối thủ lịch sử của Việt Nam, nhưng lịch sử đã chứng minh các hệ tư tưởng sẽ không thể vượt qua những bất bình lịch sử. Nhưng có thể thấy trong các mối quan hệ giữa Trung Quốc Cộng sản và Liên Xô, hoặc Đảng Cộng sản Việt Nam và Khmer Đỏ, tất cả những mối quan hệ đó trở nên chua chát ngay sau khi cuộc đấu tranh của họ kết thúc. Một tài khoản khác tên là Richard Bond đã đưa ra luận điểm cá nhân rằng Trung Quốc và Việt Nam có rất ít đề nghị lẫn nhau và rất nhiều cạnh tranh, vẫn có những tranh chấp lãnh thổ đang diễn ra. Tại sao phải liên minh với một người mà bạn hiện đang tranh giành lãnh thổ? Nghe cũng tương đối hợp lý đấy, chứ các bạn nhỉ? Nhìn chung, đa số các bình luận đều đưa ra được những lý do trọng tâm để lý giải cho việc tại sao Việt Nam chúng ta không liên minh với Trung Quốc. Ý kiến nào cũng đều có những điểm hợp lý, nhưng có vẻ là chưa được đầy đủ và tổng quát, đúng không các bạn? Vậy thì rốt cuộc Việt Nam của chúng ta có những lý do gì để không liên minh hoàn toàn với anh bạn sát vách kia? Thứ nhất, nếu như nhìn lại lịch sử, Trung Quốc từng có 1.000 năm đô hộ nước ta với những chính sách đồng hóa tàn bạo. Trong hơn 1.000 năm đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã tích cực thực hiện mọi biện pháp nhằm tăng cường nhân dân ta về quân sự, đồng hóa về xã hội, biến nước ta thành một quận huyện của Trung Quốc để nô dịch nhân dân ta về tư tưởng và tinh thần. Thì ngay từ thời Tây Hán, trong một trường mực nhất định, Nho giáo đã được chính quyền đô hộ truyền bá vào nước ta. Tiếng Hán và chữ Hán cũng được chính quyền đô hộ phổ biến ở Giao Châu nhằm làm công cụ thực hiện chính sách đồng hóa người Việt thành người Hán. Song kết cục sau hơn 1.000 năm vẫn không thể tiêu diệt được tiếng nói của dân tộc Việt, tiếng Việt. Bởi lẽ chỉ có một bộ phận thuộc tầng lớp trên thì học nó, còn nhân dân lao động trong các làng xã của Việt cổ vẫn duy trì tiếng nói của tổ tiên mình. Và trong hơn 1.000 năm đô hộ nước ta, để duy trì nền thống trị và ách áp bức, bóc lột nặng nề, các triều đại phương Bắc đã áp dụng các luật pháp hà khắc tàn bạo đối với người Việt. Chính quyền đô hộ từ Hán về sau đều đã thẳng tay đàn áp nhân dân ta. Chính sách của các triều đại phương Bắc hơn một thiên niên kỷ đã kìm hãm nghiêm trọng sự phát triển về mọi mặt của đất nước và dân tộc ta. Thứ hai, tình hình tranh chấp trên Biển Đông chưa từng hạ nhiệt với sự bành trướng của Trung Quốc ảnh hưởng trực tiếp đến lãnh hải của nước ta. Trong giấc mộng Trung Hoa của mình, Trung Quốc luôn đặt mục tiêu trở thành cường quốc biển, và Biển Đông chính là cửa ngõ để Trung Quốc tiến ra biển và đại dương lớn. Tham vọng bá chủ của Trung Quốc đã được thể hiện rõ ràng với mục đích nhằm gia tăng ảnh hưởng và xâm phạm đến chủ quyền trên biển của nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vốn thuộc lãnh hải của nước ta. Nếu các bạn còn nhớ, vào tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đã ngang nhiên kéo dần quan hải dương 981 từ vị trí cách đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 17 hải lý về phía nam, cách đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam khoảng 120 hải lý về phía đông.
Vô lý không, khi đây là vị trí hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển quốc tế năm 1982 cơ mà. Và thời điểm đó, để bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán của mình trong vùng đặc quyền kinh tế, theo đúng quy định của luật pháp quốc tế, Việt Nam đã tích cực tuyên truyền, kêu gọi Trung Quốc chấm dứt ngay hành vi vi phạm pháp luật quốc tế, rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Chưa kể tàu Trung Quốc còn nhiều lần uy hiếp, làm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam nữa chứ. Hành động phi lý của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Việt Nam, từ các nước có cùng tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông và cộng đồng quốc tế. Sự kiện này cũng mở đầu cho những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng trên Biển Đông bằng cách điều động các tàu dân sự và phi quân sự tới các khu vực đang xảy ra tranh chấp chủ quyền. Vậy thì các bạn nghĩ xem, tham vọng của người hàng xóm này lớn đến như vậy, làm sao chúng ta có thể liên minh hoàn toàn với họ được cơ chứ, phải không nào? Và lý do thứ ba, Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển mạnh mẽ, cho dù không cần phải quá cậy nhờ vào việc đồng minh với Trung Quốc. Theo Forbes, vào tháng 1 năm 2016, GDP tăng 6,5%, vượt mục tiêu chính quyền địa phương đề ra là 6,2%, chủ yếu từ lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm và xây dựng. GDP của Việt Nam cũng lần đầu tiên vượt qua 200 tỷ đô la Mỹ với mức đầu tư là 2.228 đô la, nhưng nhờ chi phí sinh hoạt thấp hơn, tính ngang giá mua thực tế là 5.600 đô la. Về kinh tế vĩ mô, Việt Nam có sự ổn định ấn tượng. Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á vào năm 2015 với chỉ số cạnh tranh toàn cầu 2015-2016 đứng thứ 56 trong số 140 quốc gia trên thế giới do Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp hạng. Và đặc biệt, năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có cả Việt Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, với bản lĩnh của một dân tộc bất khuất, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ GDP ước tính đạt 2,91%. Việt Nam đồng thời là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới tăng trưởng kinh tế dương. Mặc dù hiện nay Việt Nam vẫn là quốc gia đang phát triển, thế nhưng không thể phủ nhận rằng đời sống của nhân dân chúng ta đang được đảm bảo đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Hơn nữa, Đảng và Nhà nước luôn nỗ lực duy trì và gìn giữ một xã hội văn minh ổn định và không để ai bị bỏ lại phía sau. Vị thế của Việt Nam trên thế giới ngày càng được đề cao hơn nữa và được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn trong khu vực châu Á. Chính bởi thế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Phát triển một cách độc lập và có chính sách riêng của mình về mọi khía cạnh vẫn giúp đất nước chúng ta ngày càng vững mạnh, chứ đâu cần phải dựa vào ai, phải không nào các bạn? Mặc dù không hoàn toàn liên kết thành đồng minh với Trung Quốc, nhưng Việt Nam chúng ta vẫn luôn giữ mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với anh bạn hàng xóm khó tính, khó chiều này. Đôi bên vẫn có sự hợp tác, đôi bên cùng có lợi trong các hoạt động kinh tế và ngoại giao. Tuy nhiên, nếu như Trung Quốc có hành động gây căng thẳng, vi phạm chủ quyền của Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ giải quyết trên tinh thần hòa bình, giữ vững lập trường và quyết không nhân nhượng. Điều này cũng đã thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và theo suy nghĩ của các bạn, còn những lý do nào nữa khiến cho Việt Nam chúng ta không trở thành đồng minh dựa hoàn toàn vào anh bạn hàng xóm này, mà chỉ giữ mối quan hệ hữu nghị đôi bên, mềm mỏng đúng lúc nhưng cũng vô cùng cứng rắn khi cần? Đối với bất kỳ quốc gia nào, việc trang bị vũ khí khí tài tân tiến hiện đại là một trong những yêu cầu bắt buộc để tạo ra sức mạnh và tiềm lực quân sự, đặc biệt là trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng. Và tình hình thế giới bất ổn như ngày nay, Việt Nam đương nhiên không phải là ngoại lệ. Mặc dù là một nước không lớn, tiềm lực kinh tế có hạn, nhưng từ trước đến nay, Việt Nam luôn cân đo, đong đếm, chất chiêu nguồn lực để cố gắng có được nguồn ngân sách tốt nhất chi cho quốc phòng. Trong đó, ngoài việc bỏ tiền mua vũ khí, khí tài hiện đại của các cường quốc trên thế giới, Việt Nam cũng tự sản xuất, chế tạo ra nhiều loại vũ khí có sức công phá kinh khủng, khiến nhiều quốc gia phải khóc thét khi nghe tới. Vào năm 2016, Việt Nam có giới thiệu về hai loại thủy lôi có tên là KMP và UDM do chính Hải quân Việt Nam tự sản xuất. Đây là hai loại vũ khí cực kỳ lợi hại, giúp lực lượng chấp pháp biển của Việt Nam có thể phòng thủ và tấn công bằng đường thủy. Mới đây, không hiểu vì lý do gì, hàng loạt các trang thông tin điện tử và truyền thông của Trung Quốc quay trở lại lục tung tư liệu để tìm hiểu những thông tin về các loại vũ khí này.
Các bài báo vừa thể hiện sự thán phục, vừa thể hiện sự lo lắng về sức mạnh quân sự, đặc biệt là sức mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam trên Biển Đông. Mục đích của Bắc Kinh khi đảo mộ những thông tin về thủy lô Made in Việt Nam giữa lúc Biển Đông liên tục có những căng thẳng là gì? Họ viết gì về vũ khí này của Việt Nam? Thủy lôi của Việt Nam có thực sự nguy hiểm như lời đồn của ông Trung Quốc không? Hãy cùng Tin Mới tìm hiểu trong video này nhé! Các bạn thân mến, mới đây, hàng loạt các trang thông tin của Trung Quốc đã đăng tải các bài viết video về hai loại thủy lôi của Việt Nam. Trong đó có tờ Sohu, Bilibili.com và NewQQ.com đồng loạt đăng tải và dẫn lại các bài viết với tiêu đề Việt Nam bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí, sức mạnh khủng bố hơn cả tên lửa, chuẩn bị triển khai ngay tại Biển Đông. Tin Mới xin được lực dịch bài viết này như sau. Báo Trung Quốc viết hiện nay, một loạt vũ khí so với tên lửa còn đáng sợ hơn đã được Việt Nam triển khai sản xuất với số lượng lớn. Loại vũ khí này được gọi là thủy lôi KMP và thủy lôi UDM. Sức nổ của nó có thể gây tổn thương chí mạng đối với tàu sân bay. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây, thủy lôi từng là một loại vũ khí đã gây trọng thương kinh hoàng cho tàu sân bay của Mỹ. Tuy nhiên hiện nay Việt Nam đang âm thầm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đồn rằng, một khi khai chiến thì bước đầu tiên chính là đem những vũ khí này bố trí số lượng lớn trên Biển Đông. Bài báo cho biết thêm, thủy lôi này là một loại vũ khí có lịch sử khá lâu đời. Nó xuất hiện từ thời nhà Minh của Trung Quốc. Ở thời nay, người Trung Quốc đã từng sử dụng một loại vũ khí tương tự và gọi nó là mìn dưới nước. Thông thường nó sẽ phát nổ do áp lực nước hoặc từ trường tương ứng, sức nổ cũng quá kinh khủng. Mục tiêu của quân đội khi sử dụng loại mìn này là để tiêu diệt và làm nhiễu thù địch khi cần thiết. Nó rất hữu hiệu để đối phó với sự đổ bộ của hải tặc và các khu vực ven biển. Biết thêm về lịch sử của loại thủy lôi, bài báo của Bắc Kinh chỉ ra rằng không phải Việt Nam. Trước đó, thủy lôi xuất hiện lần đầu tiên ở châu Âu và Hoa Kỳ. Trong chiến tranh Mỹ, người Mỹ đã đặt chất nổ vào các thùng sắt, sau đó cho chúng va chạm với các tàu của địch theo hướng dòng chảy để kích hoạt chất nổ trong thùng, gây thiệt hại cho tàu địch. Tuy nhiên, nó là cách làm tương đối thô sơ. Phương pháp này được hiện đại hơn và ứng dụng quy mô lớn hơn trong chiến tranh Nga-Nhật vào năm 1905. Sau đó, loại vũ khí này được sử dụng như một vũ khí quan trọng dưới nước trong các cuộc chiến tranh của nhiều quốc gia, thậm chí nó còn đạt được những kết quả đáng kinh ngạc trong chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Ngoài ra, loại vũ khí này đã được phát triển thành nhiều hình thức khác nhau trong suốt hơn 100 năm qua. Nó có thể cho các dây xích thả neo xuống lòng biển hoặc được đánh chìm xuống dưới đáy biển. Tính ưu việt nhất cũng khiến nó trở nên nguy hiểm nhất là nó chỉ phát nổ khi có tàu của địch đi qua và tàu địch rất khó phát hiện để phòng thủ. Đấy là lịch sử của nó. Tuy nhiên, đối với các loại thủy lôi mà Việt Nam sản xuất hiện nay lại có tính ưu việt cao hơn rất nhiều, bài báo Trung Quốc viết. Việt Nam tuyên bố sản xuất hàng loạt mìn KMP và loại thủy lôi này sẽ sử dụng bộ kích nổ composite. Một khi nổ, sức mạnh của nó sẽ nhanh chóng truyền xuống đáy tàu, gây thiệt hại nặng hơn gấp nhiều lần so với trên không. Tác giả bài báo cũng cho biết, theo nghiên cứu thì thủy lôi của Việt Nam được cải tiến nên việc đặt thủy lôi rất đơn giản, không nhất thiết phải dùng đến tàu chiến, mà những chiếc tàu cá thông thường cũng có thể mang theo vài quả thủy lôi đến vùng biển đã định, rồi đặt xuống dưới nước và kích hoạt chúng. Ý ông Trung Quốc nói là với loại thủy lôi này, Việt Nam chỉ cần đến mấy ông ngư dân cũng có thể đặt mìn được, chứ không cần lực lượng quân sự phải mó tay vào. Hơn thế, Trung Quốc đánh giá là vì chi phí của loại thủy lôi do Việt Nam sản xuất ra rất thấp, nên Việt Nam có thể sản xuất hàng loạt và cài cắm khắp biển. Nếu tàu địch muốn đi qua một cách an toàn thì cần phải tốn rất nhiều công sức và chi phí cho việc giả phá bom mìn. Nếu cố tình đi qua thì chắc chắn sẽ phải chịu thương vong hết sức nặng nề. Tác giả bài báo của Trung Quốc đánh giá sử dụng thủy lôi để phong tỏa vùng biển, các luồng sông, lạch là một bước đi hết sức khôn ngoan của Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần phải thận trọng vì vũ khí này đã đặt xuống là khó thu hồi và không chừng sẽ sát thương chính tàu của mình. Các bạn thân mến, rõ ràng các thánh soi của Trung Quốc đã phải mất rất nhiều công sức để tìm hiểu về loại vũ khí có tính sát thương mạnh do Việt Nam tự sản xuất. Điều này cũng thể hiện rõ Trung Quốc đang hết sức cảnh giác với sức mạnh quân sự của mình trên Biển Đông. Những năm gần đây, Bắc Kinh liên tục có những trò quấy rối, chống phá, khiêu khích vào vùng biển của Việt Nam. Nhưng với động thái này, Trung Quốc có vẻ đang sợ đi đêm lắm có ngày gặp ma. Họ sợ một ngày đẹp trời, tàu của mình tự dưng phát nổ giữa Biển Đông mà không hiểu lý do vì sao nổ.
Thực tế thì hai loại thủy lô Việt Nam sản xuất còn ưu việt hơn rất nhiều so với những gì mà các chuyên gia mạng của Trung Quốc phân tích các bạn ạ. Do đó, loại thủy lôi KMP là loại vũ khí phòng chống các phương tiện đổ bộ đường biển, đường sông trong luồng lạch hẹp. Có độ sâu đến 20m, thủy lôi KMP hoạt động theo nguyên tắc chạm nổ tự động định sâu, sử dụng nhiều phương tiện thả nổi có độ cao đến 1,5m. Thủy lôi này đã được nghiệm thu trên bờ và trên biển năm 2013 đạt kết quả tốt. Thủy lôi KMP được sản xuất bởi nhà máy X-28, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân, được Hội đồng cấp Bộ Quốc phòng nghiệm thu năm 2014 đạt kết quả tốt. Trong khi đó, loại thủy lôi UDM là loại thủy lôi không chạm nổ, được thả trong chướng ngại thủy lôi phòng thủ để tiêu diệt các loại tàu mặt nước của địch ở độ sâu từ 12 đến 50 mét và tàu ngầm ở độ sâu đến 125 mét. UDM có thể được thả từ tàu mặt nước hoặc máy bay. Vào năm 2014, dòng thủy lôi này được nghiệm thu thả thử nổ trên biển đạt kết quả rất tốt. Các thông số đạt được đều tương đương với thủy lôi do Liên Xô sản xuất. Thủy lôi UDM cũng do nhà máy X-28, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân sản xuất. Các loại thủy lôi này có thể sử dụng cả trong thế tấn công lẫn phòng thủ. Khi dùng tấn công, thủy lôi được thả để gây thiệt hại cho tàu thuyền, loại bỏ phương tiện chuyên chở và di động của địch. Khi dùng phòng thủ, thủy lôi có thể dùng là một vành đai bảo vệ các tàu thuyền của đồng minh và tạo ra một khu vực an toàn. Không những thế, nó cực kỳ lợi hại bởi vì nó không chỉ tiêu diệt được cả tàu chiến lẫn tàu ngầm, chứ không phải chỉ có tàu nổi trên mặt nước mới thiệt hại khi vô tình vấp phải thủy lôi. Đặc biệt, nếu được đi liền với tàu ngầm, loại vũ khí này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tàu ngầm sẽ âm thầm bố trí triển khai các vị trí đặt thủy lôi. Hiện nay Việt Nam đã sở hữu trong tay 6 tàu ngầm Kilo hoàn toàn có thể thực hiện nhiệm vụ này. Có lẽ cũng chính vì thế mà thủy lôi của Việt Nam bắt đầu trở thành cơn ác mộng đối với tàu chiến hiện đại, đặc biệt là tàu của Trung Quốc. Cứ thử nghĩ xem, các cường quốc có thể có tàu chiến hiện đại, có tàu sân bay, có tàu tên lửa và rất nhiều vũ khí tối tân. Nhưng cứ thử mò vào vùng biển Việt Nam với ý đồ bất chính mà xem, Việt Nam chỉ cần có thủy lôi là đủ để cho đám đó bênh xác rồi. Đánh giá về loại vũ khí mà không biết quỷ không hay lại có sức công phá vô cùng kinh khủng này, các chuyên gia quân sự cũng cho rằng đây là một thành tựu đời đời của quân đội Việt Nam. Về tự sản xuất được thủy lôi giúp Việt Nam chủ động được thế phòng thủ, không phải chờ đợi vào các loại vũ khí viện trợ hay mua từ nước ngoài nữa. Hơn thế, vũ khí Việt Nam tự sản xuất, quân đội Việt Nam sẽ sử dụng một cách dễ dàng hơn, không mất nhiều công sức tìm hiểu và học hỏi. Thành tựu này tạo tiền đề lớn phát huy sức mạnh quân sự Việt Nam trong thời đại mới, sẵn sàng đối phó với mọi kẻ thù đến từ phía biển.